Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đi cái đèo này để được đã nha. Thì cũng có rất nhiều video mình làm mà hướng dẫn đi đèo rồi, nhưng mà vẫn có anh em lại hỏi là cách đi đèo như thế nào, hướng dẫn đi đèo thêm để chi tiết hơn, để hiểu hơn. Thì hôm nay mình sẽ làm cố gắng làm chi tiết một tí nha. Ở phía trước mình là cái đèo cả, mình không đi hầm, mình đi đèo, tại vì hòn mình ở nhà đi đèo nha. Thì ví dụ như đi đèo mà anh em cái cách đi thì đã là tài xế thì ai cũng biết ấy, một thì bò lên, hai thì đi dầu số lên ha, tùy theo cái trọng lượng hàng hóa mà mình đi đèo dốc như thế nào cho nó hợp lý, không phải đứng dốc nha. Cũng có nhiều tình huống đứng dốc nhưng mà đứng kiểu vô thế mới đứng, hay là kiểu có những cái cách đi, ví dụ như đừng để đứng, nhưng mà đứng thì do là vô thế thôi, chủ yếu là vô thế mới đứng thôi, sai ngược chiều hay là sai cùng chiều như thế, vượt lên ảo quá đứng dốc chị ạ. Có rất nhiều kiểu đứng dốc, nhưng mà đứng dốc như thế nào vẫn hợp lý, vô thế mới đứng chứ không thể nào đứng dốc được. Đi bình thường mà để đứng dốc là vô lý quá ha. Là ok nè. Thì trước tiên thì anh em phải nghĩ tới cái câu chuyện mà mình thì mình không đi côn, thì anh em nghĩ tới câu chuyện mà đi đồng tốc, được chưa? Đi đồng tốc để đi dốc nha. Còn đồng tốc đi đường trường là khác, đường trường có thể yếu hơn xíu cũng được, nhưng mà đi dốc là phải độ chính xác nó cao, anh em mới đi dốc mới chuẩn. Đây, bây giờ mình đi thử cho anh em xem. Đây, dốc này, dốc phía trước này. Rồi, lướt ra gỡ số vô số, hiểu không? Đó là cao trăm ngâu anh em, phải luôn đọc trong miệng, lướt ra gỡ số vô số. Yếu là về số đó, lướt ra gỡ số win vô số. Có những cái từ phổ thông mình hay dùng, có nghĩa là mình win à, giống như xe máy đó. Ví dụ anh em ngồi xe máy, anh em có win ra dùng từ như thế nào à, win đó, đúng không? Thì thay vì đó thì mình cũng đi loa này cũng dịch kiểu vậy. Còn nhiều người học cái là mù ga, hay là lên ga, tan ga, giảm ga, nó kiểu nhiều cách gọi, nhưng mà mình gọi thông số là thông thường là win là tan ga, win, thấy không? Có nghĩa là cái win của mình là dứt điểm, win dứt điểm à, thì vậy. Còn không kêu vù dứt điểm thì cũng như vậy à. Vù, nhưng mà âm thanh âm lượng của mình vù như thế nào à, như vậy nè, thì mình vù nè à, vù à, vù vô số được chưa? Nghe là gỡ số ra, vù vô số. Nhưng mà mình phải biết được cái tốc độ mình đi là bao nhiêu, phải đồng tốc với cái số đó để mình lên dốc, chứ không phải là anh em cứ nghĩ là lên dốc đi số nào cũng được, hay là cám số bò lên. Cám số không phải dễ nè à, mình nói là cám số không phải dễ nè à, chứ đừng có đùa anh em cứ nghĩ là bật chậm như xe Trung Quốc Hyundai với lại dòng Mỹ là khác nhau à, Trung Quốc với Hyundai là một, nhưng mà xe Mỹ là các cuộc anh em phải đi đồng tốc, đồng bộ với tốc độ, được chưa? Nè, gỡ số, sòn số, đi ý đường đường đó, nhưng mà khi mà về số là anh em phải đồng tốc và bù cho nhịp nhàng, là số hắn mới ngọt được, chứ không phải là anh Thành thì hồi tối anh chạy cả đêm, anh buồn ngủ quá rồi, anh đi ngủ rồi. Bên đây là thôi, để anh ngủ, gì khó mình sẽ bài anh. Có thể là anh cũng có thể xem lại clip để anh biết thêm. Đấy. Để nghĩa là gỡ số, vù vô số, gỡ số nè. Tới cái cua này mình gỡ số, mình vù vô số nha. Cái khúc cua này nó sẽ tức. Nó tức thì ví dụ như mình biết trước được nó tức thì mình sẽ về số đâu, được chưa? Rồi, số mình đang đi nè. Về số đâu nè, đó đi số.
Rồi mình về số thấp nè, đó, bật bằng chậm, được chưa? Vô, vô số, được chưa? À, vẫn yếu hơn tí đó. Mà số này số mạnh rồi, vẫn lên được, như vậy. Không yêu, gỡ số, vù, vô số, gỡ số, vù, vô số, được chưa? Còn cái ly đoan đi đường bàn như thế này lên hết đều rồi, có một cái khoảng bàn xong nó lên dốc lại, thì anh em muốn sơn số thì phải tăng ga cực kỳ, ga nhiều vô, ga lên 15 luôn cũng được, rồi anh em thẳng sơn số, tại vì sơn là anh em đứng liền, hiểu không? Cho nên nói chung là đi đều dốc thì hạn chế sơn số, được chưa? Những anh em mà chưa quen thì từ từ đã sơn nó gì à. Còn mình thì thôi bỏ nói về mình đi, mình hướng dẫn anh em thì rõ ràng những anh em nào chưa biết thì mình phải hơn rồi, có điều gì tất nhiên ví dụ như mình đi đây là số này là thường là số dư này, mình đi đây là số 4, xe mình 8 số đây là số 4 đúng không, mình đi vậy thì nó dư nhiều quá. Yeah. Nó dư thì mình cứ ngớt. Mình ngớt xong rồi khi nào mà lên dốc lại là mình vô ga lại, được chưa? Còn cái cách gọi của mình là vù ga và quỳnh chứ. Có quỳnh đó là mình anh em hai nạt bô kìa. Anh em hai đi xe máy nạt bô kìa. Quỳnh 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 kìa vậy. Mình theo cái tiếng âm thanh của ông bô. Còn đại là mình cũng kiểu như vậy. Để anh em hiểu hơn thôi, chứ còn mà có những anh em vô nói là dùng cái từ gì hai quỳnh ra là cái gì, quỳnh là cái gì, thì mà ông nạt bô ông mua xe máy như thế nào thì bây giờ tôi bày đi nữa đó, để những anh em mà chưa hiểu là họ hiểu. Còn ưng tôi sử dụng cái từ vù ra thì với ồn, nghe là ngớt ra vù vô số, ngớt ra vù vô số, thấy không? Là cái từ mà từ vù, được chưa? Hợp lý chưa? Lớn qua vù vô số, lớn qua vù vô số, được chưa? Hợp lý không? Là cái nó đi dốc, còn đi son số bình thường thì mình không cần phải vù ra nha. Lớn qua vù vô số nè, nhìn này nè. Lớp ra bù vô số, lớp ra bù vô số, được chưa? Đây nè, mình đọc theo miệng mình nè, anh em nè. Lớp ra bù vô số, được chưa? Lớp ra bù vô số, lớp ra bù vô số. Có rứa là anh em đủ hiểu rồi. Có mỗi kiểu đi khác nhau, ví dụ như mình đi kiểu vậy nhưng mà có những bất tài đi kiểu khác, nhưng mà quy luật chung lại gộp chung lại là cũng một cái kiểu đi là phải đồng tốc kiểu như vậy ấy. Có những người họ đi số đôi, có những người họ đi số từng số lấy cũng từng bấy nhiêu trọng lượng hàng hóa, nhưng mình thường thường là mình đi hòn nặng mình mới đi số đôi ha, còn hòn nhẹ thì mình không có đi số đôi, mình đi từng số chiếc một. Mà rốt cuộc sau này về sau thì anh em cũng đa số anh em thì đã đi nhuyễn rồi thì nên đi từng số một ha, không đơn giản, biết chuyện đơn giản mà không biết thì nó phức tạp, nó kiểu là vậy. Đầu cái chuyện cũng quan hết anh em, chứ không phải là ai mà thả ra là biết đi liền. Cũng như con người ta khi mà biết bò, biết ngồi rồi biết đi như vậy,
chập chững rồi đi rồi chạy chạy xong rồi chạy thẳng xuống lửa luôn, có kiểu vậy, có nhiều kiểu đi. Cái ưng đi mới vô mà đòi một bước lên mai là làm ăn được anh em. Ở trên đèo này mưa ghê ta. Vì vậy thì mình cũng muốn làm những cái đèo rồi mình làm chi tiết để cho anh em nhiều chứ, cho anh em biết được, hiểu được những cách đi đèo, chứ không mà cũng không có ai bài phải à. Đi đường đèo dốc thì họ những bài những cái cơ bản là anh em vù ra vô số yeah. Chứ không có ai mà cầm tay anh em chỉ từng ly từng tí, xa cái chi, anh xa cái chi, tôi cầm tay tôi chỉ không có. Cái sai ở đây là không thể chỉ được, anh chỉ áp dụng cho lý thuyết, còn thực hành là anh em tự làm ha. Không có ai lập giùm anh em hết. Một là tài xế họ qua chạy luôn, hai là họ sẽ chỉ cho bạn, mà bạn mà bạn không để ý thì bạn không biết được, được chưa? Cái này phải để ý, tua máy chân tàu đi. Hôm nay mình đứng dốc thì hôm sau mình sẽ rút kinh nghiệm lại từ từ từng bước một. Còn việc mình đó là do bọn bọn chắc mỗi người đâu, có những người nhanh lắm, có những người ra ví dụ như 6 tháng là ra nghề rồi, chỉ họ lanh ham học hỏi, không phải ham học hỏi nha, nhưng mà cái tư duy họ nhanh, họ nhạy bén thì họ nhanh. Chứ còn như mình dốc lắm, hồi xưa mình 3 năm mình mới cho mình mới ra nghề, ít 2 năm chứ, đi phục 2 năm mới ra nghề, dám mơ. Không có ai bài mình hết, hồi xưa thầy mình không có bài mình, không có thầy mua dầu xuống lấn xi nhanh cho mình hết. Nhưng mà chỉ có một mình nhìn họ, rồi tập da, rồi tập tới rồi đó. Nói chung đi tới thì anh thả, nhưng mà khi da là anh không cho da. Nói chung là nhiều khi họ cũng nghĩ là cái tài sản nó giá trị cao quá, cho nên là trừ không thể nào mình thả một mình ngồi đây mình điều khiển được, cái kiểu vậy họ không yên tâm. Hay là mình chia sẻ để anh em biết hơn ha, đi đều dốc nớt ra là tay đi dịch vô cần số, được chưa nớt ra là tay đi dịch vô cần số, chuẩn bị nớt ra này này, tay là mình nớt ra này là dịch vô cần số, được chưa? Nớt ra gỡ số, vù ra vô số, được chưa? Tại vì cái mình đang thí nghiệm trên cái đường bàn, cho nên cái tốc độ nó còn dư, anh em hiểu không? nớt ra gỡ số, được chưa? Đó là cái câu thần chú để anh em đi dốc á. Nớt ra là kèm theo gỡ số, cái tay mình khi mình để ra, nớt ra phát là giật liền, giật số ra liền, được chưa? Nớt ra giật số ra liền, khi mà vu ra phát đại số vô, vu ra đại số vô, nớt ra gỡ số, vu ra đại số vô, à, hiểu không? nhớ cao thần chú nó để áp dụng nớt ra gỡ số, nớt ra là kèm theo gỡ số, được chưa? Vừa nớt vừa gỡ luôn, được chưa? Vù ra vô số đưa nữa là được, anh em cứ đào theo mình đó là anh em đi dốc được, được chưa? Mình hướng dẫn cho những anh em chưa biết, những anh em mô biết rồi thì thôi anh tơ qua giùm mình đó, chứ đừng có để lại chửi mình có bao nhiêu mà nói con nó đi nó hồi nó mãi ha. Thì đào tạo một người phụ đó không phải dễ nè, không phải dễ chi mà biết chạy à. Còn những
bạn mà mới lái á, mới tập lái á, thì không thể nào mà hai tay một tay như mình đi được, thông thả như mình đi được, đúng không? Nhưng mà những bạn mới lái á, thì rõ ràng hai cái tay phải để như thế này, nó kiểu vậy, ở trên trường dạy là như vậy á, à, để cái chéo này, à, đánh này, ngược lại thì mình thấy nó hơi thô, à, nó xử lý tình huống không kịp, nhưng mà đó không phải là người, cái biểu hiện của người mới tập là như vậy, à, người hắn họ thô, à, chứ không phải là mà nhiễn, ví dụ đi đi, à, mình đã lái ra được ấy, được chưa? Nhưng mà họ là họ mới là họ phải cầm kỹ đi, đánh đi, đánh đánh từ từ đó, à, thấy chưa, kiểu vậy. Còn mình thì mình cái tay chân mình nó già dọc ở dùng tùm lum rồi lái cho nó quạt quanh cũng được, hiểu không? Đó là cái cách mà mình áp dụng để mình đi đều dốc. Những anh em nào có thể tua đi tua lại thì thêm rõ hơn nha. Còn những cái xe mà ví dụ như Trung Quốc hai dòng bên đây thì hai cái dòng đó ví dụ như đó, đúng không? Thì anh em có thể là đạp côn vô số nào cũng được, kể cả anh em đó đi số 8 nữa, đạp côn hoặc anh em nhắc vô số 2 vẫn được nha. Thì nó sẽ không bị đứng dốc, nó dễ hơn. Đây nè, thử lại nè, thử lại anh em xem nè, này lết ra nè, lại chân đi theo nè, cái tay theo nè, lết ra gỡ số, bù ra vô số, bù ra vô số, thấy chưa? Lết ra gỡ số, bù ra vô số, bù ra vô số, lớn nè, lớn nè, gỡ số, bù ra vô số, thấy chưa? Nó phải nhanh, cái động tác nó phải liên hoàn với nhau, nhanh. Tình huống như thế này là dễ đứng nè, ví dụ như mình xe nhẹ, anh em lên đây mà quýu chân ga rồi này nọ thì dễ đứng lắm, được chưa? Nhất thứ hai mình phải đồng tốc, mình bò theo họ, không thể nào mình vượt hàng họ được, tại vì qua mấy cái cua này rất nguy hiểm, được chưa? Bởi vậy mình mới bò theo mà họ bò chậm quá hay như thế nào đó thì mình có thể đứng kiểu giải. Ví dụ như đang lên dốc cao đi, đúng không? Rồi họ bò số 1 rồi, mà anh em số 2 cứ bám theo họ, à, thì là sẽ không được. Còn cái số sai mình không phải nó kêu đâu, không phải là nó kêu đâu, nhưng mà do mình đi số đó, nhiều khi mình chủ quan kìa, mình đi mình lớn ngớ, mình nhìn hoa nhìn mai nhìn bướm nhìn gái nhiều quá thì mình đi số không được, nó kêu. Có xe lên không, vượt là có xe lên, không giống vượt, muốn vượt xe lên đèo là phải quan sát cho kỹ, còn không an toàn thì bò từ dưới bò lên, được chưa? Còn sau mình nó án bò đó, không bò kệ họ, bò theo kệ họ, được chưa? Chỗ nào an toàn thì mình ép vào cho họ vượt lên, như vậy. Sai quá trời sai, đi nào vượt. Trời mưa quá, quay hình ảnh nó không có được đẹp lắm, à. Nãy mình đang nói cái đồng tốc của xe Trung Quốc và xe trừ xe Mỹ, à, thì cũng đồng tốc cũng vô được, nhưng mà mình có thử rồi, hồi trước mình đi chiếc Trung Quốc thì mình có thử rồi, mình thử nhưng mà cái số nó đồng tốc mình đi tới thì được, nhưng mà về số mãi cũng không được, ha. Mình về số theo kiểu mà có xe vượt cái chỗ này ra nè,
trừ cái xe Mỹ ra, thì hồi trước mình cũng đã đi xe Trung Quốc, thì xe Trung Quốc vẫn đi được, đi số tới vẫn đi không quên được nếu anh em đi đồng cấp nha. Hồi trước mình chạy chiếc Taco Oman á, cho nên là mình vẫn đi được. Nhưng mà có điều là khi về số là mình đi mãi vẫn không được, mình chưa hiểu ha. Tóm lại là đi không được, mà đi được là dễ rất một số lắm. Cho nên tốt nhất anh em đừng có đi kiểu vậy, đi đạp côn đi. Mà côn Trung Quốc thì tương đối nó nhẹ ha, nó không như xe Mỹ. Xe Mỹ nó nặng, xe Mỹ mà anh em phải đảm bảo được sức khỏe nữa, ăn uống phải do ok với anh em. Mà đói bụng đó là đào phốc rung chân liền. Nhiều lúc mà ăn món đặc sản ở Sài Gòn á, ở Hồ Chí Minh như cạt xe đó, có món đặc sản đó thì gọi là căng đó, đói bụng mà đi rung chân đó nè, chứ không phải giỡn đâu. Rồi cái đùa, còn cái côn nó nặng lắm, nó nặng cực kỳ luôn. Mình phải dồn hết lực xuống cái chân trái của mình đọc côn, chứ không phải là anh em lên nhiều bạn không biết lên đọc thử à, vẫn cho đọc thử cái đọc, chứ côn nắng bị hư không, nặng ghê đó. Không phải hư đâu, nhưng mà gió nặng á. Côn Mỹ hồi nào nữa à, nhưng mà đạp hầu rồi nó cũng quang, nó quang chứ mà không quang ha. Đây là mình nói để anh em biết được cái cách đi á, là chung là như vậy. Nhưng mà hồi khúc đào, đoạn đào thì mình anh em có thể coi lại là mình đi rất chi tiết rồi nè. Mình làm chi tiết cho anh em hiểu rõ thêm được cái cách đi dốc, đèo dốc là cứ ngớt ra là gỡ số, ngớt ra là kèm theo gỡ số, ngớt ra kèm theo gỡ số. Tại vì cái nó nhanh lắm, đi dốc nó là cực kỳ nhanh, không thể chậm được, chậm là nó sẽ rất nhịp, được chưa? Anh em chuyển số từng số một, chậm là rất nhịp. Mà anh em chuyển số đôi thì có thể ngồi chờ, nhưng mà chuyển số từng số một thì phải chuyển là phải vào đi, gỡ là vào đi, đó, gỡ vù. Cho nên là đi một thời gian mình sẽ quen cái nhịp độ của cái biên độ của xe, thì mình sẽ vào nhanh lắm, cũng đỡ giỏ. Cái hồi xưa chả ai tài giỏi nhưng mà không đứng dốc ấy, mình đứng liên miên luôn. Hồi xưa là mình đi cũng đứng liên miên luôn ha. Ngày trước mà mình đi là cái chân mình chạy nhớ đi phụ chiếc một giường á, chiếc đào bàn mà xe Mỹ nha. Thì khi mà đi dốc á, là tại vì cái ghế là họ bơm cao ngất nữa luôn, đầu ghế luôn, cái chân mình thọc không tới ha, mình thọc không tới mà mình tới chỉ nữa thôi. Cái sau này mình mới rút kinh nghiệm ra là mỗi lần mình lên mình chạy á, ha, là mình kê cái cục đá lên cái chỗ gốc chân mình á, kê cục đá lên chỗ gốc chân mình à, là hồi đó mình đi mới được. Chứ còn không là mình đi có nửa chân, cho nên cái ga mình nó sẽ nhấp nhô liên tục à, thì nó sẽ bị cướp ga. Ví dụ như qua những hồi trước là có cái đường mà đường dốc gan á, là ổ gà nó nhiều, thì mình hay đứng dốc gan á, được chưa? Đấy là những gì mà mình muốn chia sẻ thêm cho anh em mới biết. Còn thêm nữa nè, khi mà mình đi đường đều, nếu mình không quan cái đoạn đều đó, đều dốc đó, thì mình nên đi chậm và bỏ lên ha. Mình cứ ngắm số nào là trọng lượng vào mình, là mình nghĩ là dốc nào lên cũng được, thì mình cứ cắm số đó mình lên, được chưa? Cho nó an toàn, đừng cái không quan đường quan xó rồi anh em cứ nhồi tới nhồi lui, mà nhiều cái dốc mà đứng cao đi mà anh em đi là chết. Tại vì hồi mình cũng có một lần mình đi thủy điện San Sen 4 à, thủy điện San Sen 4 thì thủy điện với người Trung Quốc không mà, thì mình có lên một cái dốc mà mình thảo quá, thảo biểu chở 20 tấn thôi mà mình chở 30 tấn, mình bò lên cái dốc đó. Nhưng mà cái xe dắt á, xe mà số lãi á, số lật qua lật lại á, hắt qua số hắt qua hắt lại á, số đó, thì mà khi mình lên dốc đó là cái độ dốc nó cao quá, mà mình đã đi số 2 rồi ha.
số 2 là mạnh nữa, số 2 là không có đối thủ nữa. Mà không ngờ là lên tới cái đỉnh dốc, lên tới cái đỉnh dốc mà anh gặp khúc cua này, khúc cua như thế này ha. Đó là nó giạt lại cái mốc mình, và sao nặng quá, việc là đứng luôn. Lúc đó là mình mặt mày tái mãi rồi, có nghĩa là ở dưới là vực sau, cho nên là mình lấy con đỏm là mình xuống chém đó là mình đi qua. Mà cũng hay ha, không biết trời Phật phù hộ như thế nào thì mình xuống mình chém đó, thì cái mình xuống mình thắp ba cái hương nữa, ba cây trên xe, ba cây dưới đất, xong mình nói ông bà cô bác ơn cây mùa cho con lên được cái dốc. Nói xong mình lên đề ba cốc bột lên luôn, tại vì mình phải chém cái đào mình nó ngạo thế này nè, cái đào mình nó ở trên dốc rồi, còn cái đuôi là mình còn nằm dưới dốc, thấy không? Cái thế này là cái thế dễ patine và dễ gọi là dễ đi nhất. Xách hấp hương phát mình lên luôn, mình chém một đá ở phía bên này, khi mình đề ba lên là lên luôn, nó như vậy. Ở đây là đi ngoài đường cũng có ông bà đỡ nha, anh em phải mê tín tí à, mà có người này người nọ, có âm có dương à, chứ không thể nào mà nó còn được, thấy chưa? Rồi ok, thôi xuống đây hết đều rồi thì mình xin kết thúc cái clip mình đi đều ở đây à, bài cho anh em hướng dẫn anh em đi đều à, còn lại sau này có cái gì vui gì hay thì mình sẽ quay lại cho anh xem nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye, chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like đăng ký kênh, nhấn like đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình nha. Bye bye.